Tôi tiếp nhận pháp môn tịnh độ là sau khi học Phật 7 năm. Thật không phải dễ dàng. Cho nên lão sư rất có trí huệ, có phương pháp. Trên kinh Phật thường nói phương tiện khéo léo. Thầy có phương tiện khéo léo, thầy hiểu được làm thế nào để dẫn dắt. Khi tôi còn trẻ thì ưa thích đọc sách, ưa thích học vấn, cho nên tiếp xúc pháp môn, lão sư biết được niệm Phật là tốt. Nhưng nếu thầy dạy tôi pháp môn này, tôi liền lắc đầu mà đi, e rằng sẽ không đến học Phật nữa. Vì sao vậy? Đối với lý luận, phương pháp, cảnh giới, không hề biết chút gì về pháp môn niệm Phật này. Thầy nói cho tôi nghe, tôi hoài nghi, tôi sẽ có một tràng nghịch lý để tranh luận với thầy. Vậy thì rất phiền phức. Cho nên lão sư rất cao minh, thuận theo thị hiếu của tôi để dạy tôi. Anh thích nghiên cứu, được, tôi sẽ để cho anh đi nghiên cứu. Dần dần từng bước, từ trong kinh luận Đại Tiểu Thừa sẽ dẫn anh vào tịnh độ. Phương pháp này rất cao minh. Nếu thầy trực tiếp giới thiệu cho tôi không thể tin tưởng. Thầy dùng những phương pháp vòng vo, quanh co dẫn dắt tôi đi đến con đường này, sau đó mới phát hiện pháp môn niệm Phật này rất cao. Ban đầu tôi học Phật, tiên sinh phương Đông Mỹ dạy tôi đem Phật Pháp xem thành triết học. Phật Pháp có 10 tông phái, tánh tông và tướng tông giảng đạo lý. Chúng ta cảm thấy đó là tốt, đó là triết học. Còn tịnh độ tông, mật tông là mê tín. Đổi lên trên hai chữ mê tín, xem kinh điển cũng không thèm xem qua. Đến sau này mới hiểu. Tôi chân thật làm sao hiểu được. Tôi xin đối hoa với các vị. Khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm mới phát hiện ra. Tôi phát hiện trên hội Hoa Nghiêm, từ Văn Thù Phổ Hiền, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ thấy đều niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Việc này làm cho tôi giật thoát cả người. Tôi không hề nghĩ đến. Chúng ta tôn kính nhất là Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài đại biểu trí huệ đệ nhất. Triết học chính là cầu trí huệ. Ngài niệm Phật cầu giảng sanh, vậy chúng ta còn dám nói việc giảng sanh này là sai? Việc giảng sanh là rất mê tín không? Nếu như pháp môn này không phải là pháp môn chân thật thù thắng đệ nhất, Bồ Tát Văn Thù quyết sẽ không tu pháp môn này. Bồ Tát Phổ Hiền cũng tuyệt đối sẽ không tu pháp môn này. Quan Âm Thế Chí thì càng không cần phải nói, người của thế giới Tây Phương Cực Lạc mà. Cho nên thấy những vị Đại Bồ Tát này, không vị nào mà không ở thế giới cực lạc, không có vị nào mà không quan hệ mật thiết với A Di Đà Phật. Chúng ta như vậy mới nhận thức tịnh độ, thấy vậy mới chân thật quay đầu lại. Cho nên chỗ này, độ ác thú, khai thiền môn. Khai thiền môn là chuyên chỉ Tây Phương tịnh độ, đem tất cả pháp môn đại thừa khác đều giáng xuống thấp. Đây không phải là có ý giáng thấp, các vị nhất định phải tường tận. Việc giáng thấp này là từ trên căn tánh chính chúng ta mà nói. Ở trên kinh Phật nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Thế nhưng những pháp môn này, thực tế mà nói, chúng ta không cách gì học được. Đi thưởng thức thử xem, quyết định không thể thành tựu. Thành thật mà nói, căn tánh của tôi còn mạnh hơn thầy tôi một chút. Thầy tôi, lão cư sĩ Lý Vĩnh Nam, nhận biết được pháp môn này còn khó khăn hơn tôi. Thầy vẫn không chịu phục. Thầy vẫn đi học thiền, học mật, học giáo, tốn rất nhiều thời gian, học qua rất nhiều thứ, đến sau cùng gặp được Pháp Sư Ấn Quang. Bị lão Pháp Sư quở mắng mới chịu buông bỏ, quay về tịnh độ. Thầy thường nói với chúng tôi, chí ít thầy đã lãng phí thời gian 20 năm. Thời gian tôi lãng phí mới có 7 năm, thầy lãng phí hơn 20 năm. Căn tánh của tôi mạnh hơn thầy một chút. Đó chính là cá nhân, căn tánh không như nhau. Quay đầu có sớm trễ. Chúng ta tiếp xúc quần chúng rộng lớn, nhất định phải có lòng nhẫn nại, phải có trí huệ, phải có phương tiện. Ngày trước, có một năm tôi ở miền Nam Đài Loan giảng kinh.
gặp được một ông cụ hơn 80 tuổi. Đó là bậc lão tiền bối học Phật của chúng tôi. Chúng tôi tuy là xuất gia, kỳ thật ông học Phật lâu hơn so với chúng tôi. Cả đời học được mấy mươi năm rồi, cũng tham thiền, cũng học giáo, cũng học mật, mọi thứ đều thông đạt. Tôi giảng kinh ở miền Nam, ông cũng đến nghe. Chúng tôi quen biết nhau rất lâu. Ông đến nói với tôi: "Pháp sư, hiện tại tôi đã già rồi, những thứ đã học được từ trước nghĩ lại đều không thể dùng được." Tôi hỏi: "Vậy ông phải làm sao?" "Hiện tại tôi trung thực niệm Phật rồi. Một ngày tôi niệm 30.000 danh hiệu Phật." Tôi nói: "Rất tốt, ông xem như đã quay đầu rồi. Hơn 80 tuổi mới quay đầu, được, chỉ cần quay đầu thì có thể được độ. Tuổi tác ông lớn, mỗi ngày đi kinh hành niệm Phật là việc rất tốt. Ông ở dưới quê, ở quê thì thường hay ra ngoài đường đi bộ. Ông nói: "Tôi niệm Phật một câu Phật hiệu thì đi một bước, mỗi ngày niệm 30.000 danh hiệu Phật thì đi 30.000 bước." Thân thể ông rất khỏe mạnh, hơn 80 tuổi nhưng xem ra rất cường tráng. Đi bộ là vận động rất tốt, đặc biệt là đối với người già. Cho nên niệm Phật đường lấy nhiễu Phật làm chủ, đạo lý chính ngay chỗ này. Bát chu tam muội chính là nhiễu Phật, gọi là Phật lập tam muội. Họ không ngồi cũng không nằm xuống. Hiện tại niệm Phật đường của chúng ta không cần phải nghiêm khắc như vậy, vì nếu như nghiêm khắc như vậy thì mọi người sẽ e ngại, không dám đến niệm Phật. Cho nên chúng ta phải mở rộng một chút, để mọi người niệm được thư thái, niệm được rất an vui, ưa thích đến nơi đây niệm Phật. Đó là bước thứ nhất. Cho nên vì sao, nếu như chúng ta có năng lực này, niệm Phật đường chúng ta phải có thêm vài người, đẳng cấp không như nhau, hướng lên trên thì nghiêm khắc hơn, còn người sơ học thì phải mở rộng, để cho họ cảm thấy ưa thích, sau đó dần dần đem cảnh giới của chính mình hướng lên trên cao hơn, công phu cũng hướng lên cao. Thế nên luôn có một đại nguyện giai độ bỉ ngạn. Nếu người không có duyên, chúng ta trồng hạt giống Phật cho họ. Như hiện tại chúng ta làm rất nhiều biểu tượng trên áo, in lên áo chữ A-di-đà Phật, chúng ta mặc trên người đi ra đường, rất nhiều người xem thấy A-di-đà Phật thì gieo giống Phật cho họ rồi. Những người này vẫn chưa có giống Phật thì gieo giống Phật cho họ. Đó là tiếp dẫn bước thứ nhất, để cho họ có cơ hội nghe được Phật hiệu, xem thấy danh hiệu Phật, nhìn thấy hình tượng Phật. Đó là bước thứ nhất. Trong A-la-gia thức của họ đã có chủng tử, đó chính là giai độ bỉ ngạn. Cách làm hiện tại của chúng ta thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Trích lục từ bài giảng Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh Bình đẳng giác kinh, tập 48. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.